Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này, người già thông minh đừng tiết lộ 5 bí mật này. Nội dung thứ hai, cuộc đời ngắn lắm, đừng chần chừ 2 điều này. Ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với lại nội dung đầu tiên. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, trong cuộc đời, cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con cái, là ngọn đèn soi đường giúp con vượt qua bao gian khó. Nhưng rồi khi tuổi xế chiều ghé đến, sức khỏe và tinh thần hao mòn, cha mẹ lại lặng lẽ đối diện với những khoảnh khắc cô đơn. Con cái giờ đây đã có gia đình riêng, lo toan cuộc sống, khiến cha mẹ đôi khi cảm thấy lẻ loi. Ở giai đoạn này thì người bạn đời chính là điểm tựa lớn lao nhất, người chia sẻ ngọt bùi qua những năm tháng tuổi già. Nhưng quy luật sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai. Khi người bạn đời rời xa, nỗi trống trải bùa vây, để lại cảm giác cô độc và xa cách. Tuổi già hơn ai hết luôn khao khát tình yêu thương và sự sẻ chia. Chúng ta mong được cùng ai đó thủ thỉ những điều bình dị, lắng nghe tiếng nói của trái tim. Những lời đời dạy rằng tuổi già cần sự điềm tĩnh, tinh tế. Những lời tâm sự nếu không cẩn trọng có thể vô tình trở thành gánh nặng cho con cháu. Bởi vậy, có những điều người già nên giữ lại cho mình như một cách bảo vệ sự bình yên trong tâm hồn. Sau đây thì xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng lắng nghe những điều người già cô đơn nên giữ kín để có được cuộc sống thanh thản hơn. Thứ nhất, nỗi đau mất đi người bạn đời. Đây là nỗi đau sâu sắc không ai ngoài cuộc có thể thực sự thấu hiểu. Sự mất mát ấy không chỉ là sự rời xa một người yêu thương mà còn là khoảng trống lớn trong tâm hồn. Những kỷ niệm hạnh phúc giờ đây trở thành ký ức găm sâu vào trong lòng, khiến cuộc sống trở nên lặng lẽ. Trong tác phẩm Chúc Phúc của Lộ Tấn, nàng dâu họ Hạng từng trải qua nỗi đau mất chồng, mất con. Với hy vọng được cảm thông, nàng kể câu chuyện của mình cho mọi người. Nhưng thay vì thấu hiểu, họ lại biến nỗi đau ấy thành đề tài bàn tán. Sự lạnh lùng vô cảm của những người đời đàm tiếm khiến cho nàng nhận ra rằng nỗi đau không thể chia sẻ với bất kỳ ai, ngoại trừ chính thời gian, liều thuốc chữa lành duy nhất. Thứ hai, không nên khoe khoang về tài sản. Tiền bạc là công cụ hỗ trợ cuộc sống, nhưng nếu phô trương quá mức, nó có thể trở thành nguyên nhân gây ghen tị và mâu thuẫn. Sự giàu có nếu bị phơi bày có thể thu hút những ánh mắt không thiện cảm hoặc lòng tham từ người khác. Câu chuyện nàng dâu họ Hạ là minh chứng rõ ràng. Khi nàng kể về tài sản mình có, những người xung quanh đã lợi dụng lòng tin của nàng. Cuối cùng, nàng rơi vào cảnh nghèo khó và túng thiếu. Tuổi già là giai đoạn đáng trân trọng, nhưng không dài lâu. Biết giữ gìn tài sản và sống tự chủ, đừng để cho người khác quyết định thay mình. Thứ ba, không nên than vãn về người đã khuất. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Chiết Lý Tuổi Già. Sự ra đi của người bạn đời để lại khoảng trống không thể bù đắp. Nhưng thay vì nhắc lại nỗi đau ấy, hãy để những ký ức lặng lẽ trở thành một phần đẹp đẽ trong tâm hồn. Người mẹ của Lộ Tấn là tấm gương vượt qua nghịch cảnh. Sau khi cha mất, bà không oán trách hay là nhắc lại những khuyết điểm của chồng. Thay vào đó, bà dồn sức nuôi dạy con cái, vượt qua mọi khó khăn. Chính nghị lực phi thường ấy đã truyền cảm hứng và làm nên sự thành công của Lộ Tấn. Quý vị thân mến, giữ cho mình sự điềm tĩnh, kín đáo không chỉ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn mà còn mang lại sự thanh thản cho tâm hồn. Hãy trân trọng từng phút giây của tuổi già, tìm niềm vui từ những điều giản dị thay vì để những cái nỗi đau ấy hay lo toan chi phối. Câu chuyện của mẹ Lộ Tấn đã dạy chúng ta bài học sâu sắc về việc giữ gìn thanh danh cho những người đã khuất. Những gì thuộc về đời sống riêng tư giữa vợ chồng là điều tốt đẹp và có phần chưa trọn vẹn, cũng nên để nó trôi đi cùng với người đã nằm xuống.
Đừng mang những câu chuyện cũ ra than phiền, vì điều đó chỉ khiến bạn trở thành đề tài bàn tán thêm thắt của người đời. Họ sẽ không thể hiểu được toàn bộ tình cảm mà hai bạn đã dành chia sẻ cho nhau, càng không cảm nhận được nỗi đau mất mát của bạn. Quan trọng hơn, chẳng ai ngoài bạn có thể giữ gìn, giữ kín được những cái câu chuyện ấy. Chúng ta đều biết rằng trong hôn nhân, không ai là hoàn hảo. Có thể khi còn sống, người bạn đời đã từng mắc sai lầm, yếu lòng hay lạc bước. Nhưng khi họ đã rời xa, hãy để những lỗi lầm ấy yên nghỉ như một phần không thể thay đổi của quá khứ. Giờ đây, chỉ còn lại bạn, hãy giữ cho mình sự bình thản, đừng khơi lại chuyện cũ với người khác, vì lời đàm tiếu của thiếu gian không bao giờ có hồi kết. Hãy để người đã khuất ra đi thanh thản và giữ lại những cái ký ức đẹp đẽ nhất về họ như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn trong khi trong bạn những ngày tháng tiếp theo. Quan trọng nhất, hãy gói trọn quá khứ ấy trong yêu thương và sự tha thứ. Đừng để người đời đàm ra tiếng vào, vẩn đục những giá trị thiêng liêng tình nghĩa vợ chồng. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng mọi người có một hành trình riêng và không ai có thể hoàn hảo, hoàn toàn thấu hiểu được cái gánh nặng mà bạn đang mang. Đôi khi việc chia sẻ với người ngoài chỉ khiến bạn thêm đơn độc mà thôi. Nỗi cô đơn thực sự không đến từ việc đi một mình, mà là khi bạn lạc lõng giữa đám đông, không tìm được ai để chia sẻ. Thay vì than vãn, than thở hay tìm kiếm sự bầu bạn hời hợt, hãy dành thời gian cho chính bản thân hoặc những người thực sự ý nghĩa với bạn. Tại sao không thử sống chậm lại, tận hưởng sự bình yên và trân trọng những phút giây đáng quý của cuộc sống? Hãy biến cô đơn thành cơ hội để tìm thấy bản thân, để nhìn lại và xây dựng cuộc đời ý nghĩa hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cách bạn sống phần đời còn lại là do chính bạn quyết định. Dù lựa chọn của bạn có thể khác biệt với ý kiến của người khác, hãy tin rằng chỉ cần bạn cảm thấy đúng đắn, đó sẽ là quyết định phù hợp nhất. Hãy sống trọn vẹn, lan tỏa yêu thương và tạo những cái ký ức đẹp đẽ cho chính mình cũng như cho những người xung quanh. Bởi trong những điều giản dị ấy, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên đích thực. Ngay bây giờ, không phải để chờ lâu, thì mời quý cô bác anh chị tiếp tục đến với lại nội dung thứ hai trong video này ạ. Cuộc đời ngắn lắm, đừng chần chừ hai điều này. Người xưa khuyên con cháu đừng chần chừ khi báo hiếu cha mẹ, bởi về sau họ sẽ không còn nhiều cơ hội. Hai việc ở đời không nên chờ đợi. Thứ nhất, đó là báo hiếu cha mẹ. Trong cuộc sống có rất là nhiều điều không thể chờ đợi, nhưng việc báo hiếu cha mẹ thì không nên trì hoãn. Cha mẹ thì ngày càng già yếu đi, thời gian bên họ không còn nhiều. Khi đã trưởng thành, có công việc ổn định, bạn đừng để việc báo hiếu, đáp ơn công lao của bố mẹ bị trì hoãn, bị lãng quên. Khi có thể, hãy dành thời gian về thăm và chăm sóc họ. Việc thể hiện lòng kính hiếu và đền đáp công ơn của cha mẹ là điều không thể hoãn lại. Giữ gìn sức khỏe. Con người thường chạy theo danh vọng và tiền tài, nhưng lại quên đi việc chăm sóc bản thân và bảo vệ sức khỏe là điều quan trọng nhất. Khi còn trẻ, chúng ta có thể dùng sức khỏe để kiếm tiền, nhưng khi về già, chúng ta lại phải dùng tiền để giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Khi ốm đau, bạn mới nhận ra rằng không có sức khỏe, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Nếu thiếu sức khỏe, dù có tiền bạc hay danh vọng, chúng ta cũng không thể tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Nhiều người khi khỏe mạnh không biết trân trọng sức khỏe của mình, chỉ đến khi bệnh tật mới thấy hối hận. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.